Trong hầu hết những sự kiện diễn ra trong những ngày vừa qua thì chúng ta đều có những giờ phút để tưởng niệm những nạn nhân trong những vụ hỏa hoạn mà chúng ta đang rất là mong muốn công chúng được quan tâm nhiều hơn để gia tăng sự cảnh giác. Hôm qua thưa quý vị, có vụ cháy nhà cao tầng ở trên phố Vũ Trọng Phụng vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 9 tại ngôi nhà ở địa chỉ số 30 phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Trung. Đã bất ngờ xảy cháy ra và khói bốc lên cao hàng chục mét. Và ngoài ra thì vào lúc 21 giờ 18 phút ngày 15 tháng 9 thì đã có một đám cháy tại trung tâm tiêm chủng chất lượng cao ở Quốc Oai, và đây cũng là một sự việc rất là đáng tiếc. Và chắc chắn là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Hương Đình, chúng ta vẫn chưa quên và chúng ta sẽ còn phải nhắc nhớ rất là nhiều. Hãy gia tăng cảnh giác quý vị nhé. Khu vực gần vụ cháy ở ngõ 29 Khương Hạ có tới hàng chục tòa chung cư mini với hàng trăm căn hộ cho thuê. Cách hiện trường vụ hỏa hoạn chỉ vài cây số, nhà gia đình ông Thuận không trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy nào. Trước đây thì phường cũng có một vài lần đi dục là động viên, tức là mỗi nhà phải lên mua mấy cái bình phòng chống cháy nổ, nhưng thực lòng dân cũng chả ai có mua. Nhưng qua đây tôi có thể là cũng phải là mua. Lo ngại cháy nổ, nhiều cư dân đích thân kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy của tòa nhà. Cửa sổ được họ xây như thế này. Đương nhiên trộm không thể từ ngoài vào được, nhưng người không thể từ trong ra được. Tôi sẽ phải thay cái cửa sổ này bằng một cửa sổ cũng có song, nhưng ở hệ khung và chúng tôi có thể mở đóng được. Ngay sau vụ cháy ở phường Khương Đình, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại tất cả các chung cư mini, nhà trọ trên toàn thành phố. Trong khi các cơ quan chức năng rà soát và có biện pháp xử lý những nhà trọ chung cư mini chưa đảm bảo an toàn, cũng như chờ đợi chủ những cơ sở này khắc phục thiếu sót, người dân nên tìm hiểu để nắm vững kiến thức về phòng cháy chữa cháy và trang bị những vật dụng cần thiết để có thể thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra.